Xin tự giới thiệu mình là tên đầy đủ là Tô Văn Cường, gia nhập vào AI này là tháng 10 2014 và đến bây giờ là được 4 năm 8 tháng. Cái điều mà mình cảm thấy hài lòng nhất á, là mình vào cái ngành này mình cảm thấy là mình giúp rất là được nhiều người. Điều rất là tâm huyết với mình. Mà nhờ như vậy cho nên mình có một cái động lực trong người mình á, là làm một cách rất là nhiệt tình, rất là say mê. Đặc biệt là cực kỳ trung thực đối với khách hàng. Cho nên là cái thành tích mình hiện nay á, thì suốt 4 năm 8 tháng hiện nay đương trở thành một DM của AI Đà Nẵng 1. Thì 3 năm liên tiếp là đạt được MDOT. Và cái danh hiệu này thật sự là cũng là xứng đáng là khách hàng dành cho mình. Cũng như là tập đoàn AI để dành danh hiệu cho mình. Thì nói chung là những cái thành tích này, ngồi cái thành tích này ra thì song song với việc là mình rất là ham học. Tất cả những khóa học nào mình cũng đều tham gia. Cho nên có những cái kỹ năng, kinh nghiệm mềm rồi có những cái để hướng dẫn cho khách hàng. Giống như là những cái gì mà khách hàng mà họ mong muốn được hiểu thì mình đã giải thích được ổn thỏa. Cho nên khách hàng rất là tin tưởng. Và đặc biệt là cái đội ngũ mà dưới mình á, mình tuyển vô thì mình sẽ đào tạo cho anh em mình trở thành những cái chiến binh tốt và những người mà tư vấn xuất sắc và chất lượng cho AI mình.